khoảnh khắc thật xúc động. Sự chuyển giao giữa người đẹp này tới người đẹp tiếp theo, giữa Hoa hậu Phạm Hương và Hoa hậu Hohen Nie. Quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho khoảnh khắc thật đẹp và đầy xúc động này. Chúc mừng cho Hohen Nie và cũng chúc mừng Phạm Hương đã hoàn thành nhiệm kỳ của mình trong Hoa hậu Hoàn Vũ. Và tiếp theo đây sẽ là những năm tháng thật đẹp trong cuộc đời của Hoa hậu Hoàn Vũ Hohen Nie. Chúc mừng cho Hohen Nie một lần nữa. Kính thưa quý vị, Hohen ơi, also heading to the semifinals. Vietnam! How are you? I'm very good and very happy. I heard that one of your favorite hobbies is going grocery shopping. Really? Yes, exactly. That is my happy day. I get up early, go to buy food for cooking at the local market. Yes, very nice. Thank you. Khap khun ka.
Love the haircut. Vietnam. Vietnam, it's time. Xin chào. I am an ethnic minority. I'm just to get married at 14, but no, I'm chose education from nothing. I'm here, I am. I can do, you can do it. Thank you. Thailand, what would you like the world to know about? South Africa. Also entering the next round is Vietnam. Hen sinh ra trong một gia đình 6 anh chị em. Với cái phong tục tập quán của người AD thì năm 14 tuổi thì ba mẹ kêu Hen lấy chồng, nhưng mà Hen nói rằng là Hen không, Hen không thể lấy chồng trong thời điểm này. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 của tôi đã dành hết số tiền thưởng của mình cho các em. Tôi đã mở một thư viện ở một nơi vùng sâu vùng xa luôn. Thư viện này là thư viện Thanh Thiện. Vietnam earning the third spot in is Vietnam. Vietnam, you're up. How are you? I'm very good and very happy. Thank you very much, Miss Universe. Well, here's your question. The Me Too movement has sparked a global conversation. In response, some have said that the world has become too politically correct. Do you think the Me Too movement has gone too far? Phong trào Me Too đã làm thế giới nói chuyện về nhiều. Em có nghĩ là phong trào Me Too có nói quá không? Bản thân em không nói quá. Bởi vì khi mà bảo vệ sức khỏe con người hay bảo vệ làm nhục tình dục, bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ, đó là một cái quyền rất lớn. She doesn't think that, I don't think that it has gone too far. Protecting women and women's right is the right thing to do. Con người chúng ta cần được bảo vệ, và trong cuộc sống của chúng ta cần được tự do và cần được bảo vệ. Cảm ơn. Women need protection and rights. Thank you. Khap khun ka. Thank you, Vietnam. The first finalist with a chance to take the Miss Universe crown is Philippines. Our second of three finalists is South Africa. There is only one name left for the other two finalists. Unfortunately, your Miss Universe dream ends tonight.
Our final contestant in the top three is Venezuela. Ladies and gentlemen, your three finalists. Congratulations. But you three finalists, you have to stay right there where you are. Giống như Hen được gọi vào top 20, Hen rất là hạnh phúc. Hen đã rớt nước mắt, Hen không tin vào mắt mình. Bởi vì năm nay như mọi người đều biết là các thí sinh đều rất là mạnh. Một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả mọi người, nhất là những con người Việt Nam của chúng ta đã thể hiện được cái tình đoàn kết đó khi mà lúc mà Hen đang đi thi. Mọi người chia sẻ những thông tin rất là tích cực. Mọi người luôn muốn cầu nguyện cho Hen. Và Hen cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Mọi người đặt Hen biệt danh như thế nào Hen cũng đồng ý. Miss Bánh Mì hay là Hoa hậu Henier hay là Hoa hậu dân tộc ED, tất cả mọi thứ như vậy Hen đều rất là cảm kích, bởi vì đó là tình cảm của mọi người dành cho Hen. Hen có lẽ là bộ bánh mì cũng là cái bộ mà giúp cho Hen được mọi người biết được nhiều hơn. Mọi người rất là ngạc nhiên, tại vì mọi người ở đây gọi là chỉ quan sát trên truyền thông, mọi người sẽ không hiểu được cái cảm giác của Hen khi mở trong hậu trường. Ai cũng lại tới, tôi rất là thích bánh mì và tôi biết bánh mì Việt Nam, tôi nhìn vô là tôi muốn ăn. Cái đó là mọi người đang nhìn thấy và biết được Việt Nam của mình. Hen nghĩ đó là một cái hiệu ứng rất tốt và giúp cho Hen được hình ảnh thế giới nó càng gần hơn. Với lại nó cũng là một cái sự chân thành, chân thương, đơn giản, mộc mạc của chính con người của Hen. Cảm ơn tất cả ekip, những nhà thiết kế đã đồng hành và cho Hen được cái ý tưởng sáng tạo ra bộ bánh mì. Gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Hôm nay mọi người đã rất là cực rồi. Bon chen, ta từ thôi cũng được. Hen muốn chia sẻ tất tần tật những ngày tháng vừa qua ở trong cuộc thi. Vừa chuyện buồn, chuyện cười hay là đủ thứ chuyện ở trong cuộc thi, Hen rất là muốn chia sẻ cho mọi người lắng nghe. Có lẽ là niềm vui nhiều hơn. Cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã đến đây với Hen. Hen sau khi mà bước vào top 20, đã qua top 20 thì Hen không còn cảm giác là khóc vì vui mừng nữa, mà là cảm giác rất là thoải mái. Đi tới đâu cũng được, đã qua được top 20 rồi. Nên mọi người sẽ thấy hình ảnh Hen rất là nhí nhảnh trên sân khấu. Chờ kết quả hay làm sao, Hen đều rất là thoải mái. Hen không bị căng thẳng hay áp lực gì cả, bởi vì nó ngoài cái sự mong đợi của Hen. Ngay từ đầu mẹ bảo là tiền nào mà tiền được cho thì mình nên đi cho tiếp. Sẽ có nhiều cái khác, tự sức mình làm mình sẽ có. Và những điều đó rất là hạnh phúc đối với Hen. Giống như Hen nói, khi mà Hen nhìn thấy nụ cười của người khác, nụ cười của hạnh phúc, thì bản thân Hen cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái ngày ở hậu trường của cái ngày bán kết, ngày hôm đó thì được có cơ hội là trình diễn hết tất cả các bộ sưu tập. Phần đầu là opening, là hô cái intro tên của đất nước, tên của em. Cái phần thứ hai là bikini, phần thứ ba là dạ hội. Thì cái phần dạ hội á, là may mà mình Việt Nam cuối cùng nên em thử tập cái phần xoay đó ở trong hậu trường. Lúc đầu em tính là không có xoay, nhưng mà với cái váy này mà mình không xoay thì tiếc lắm. Xong em nói là bây giờ xoay thử đi, một anh cả ngã về không. Tại vì Hen có một cái group chat riêng với team stylist và ekip ở Việt Nam, thì mọi người bảo là nhất định em phải xoay. Lúc đầu em thử tập á, là cô Lưu bảo là em xoay nó không có đẹp hay nè. Xong rồi cô mới, lúc mà ở trong hậu trường, em nói là cô ơi, cái váy này của em á, nó rất là nhẹ, em phải xoay mới tạo được hiệu ứng. Xong cô bảo là bây giờ xoay lại cho cô xem em xoay như thế nào. Xong rồi em xoay có được. Xong là lên xoay kiểu như là cô ấn tượng. Xong tới đêm chung kết á, là được tập chương trình. Thì tức là lúc đó là chưa có kết quả, nhưng mà cô bảo là Hen ơi, Việt Nam, Miss Việt Nam lên đây thử coi. Không phải, kêu cô thử. Cô chỉ cái phần đó là phần bikini á, có cái áo choàng á. Thì nó chỉ có một cái áo thôi, nên mọi người thay phiên nhau đi tập mà em thì không có lên. Xong cô gạo lên đây xoay. Xong lên xoay, cô bảo là được, xoay lần Việt Nam. Cô có hay nói câu đó. Đại khái là cũng được cô quý và cô chỉ lại. Nhưng mà cuối cùng lại em không có xoay trong cái đêm chung kết với bộ bikini đó. Cũng rất là tiếc. Thì trước khi bước vào á, thôi em bảo là bây giờ xoay hay xung không xoay, tức là mình vẫn giao dự anh. Tại vì mình không có tập nhiều về cái phần xoay, mình giao dự lắm. Xong mình bảo là thôi, bây giờ mình ráng xoay đi, một anh cả ngã về không.
Đó là một cái câu mà mình đã tự an ủi chính bản thân mình. Thì vô tình là xoay tự nhiên mình đó có cái sự may mắn, có cái sự được ưu đãi, tự nhiên mình xoay được một cách hoàn chỉnh. Còn về cái phần bikini thì bản thân em lúc đầu thì nghĩ là mình sẽ cũng xoay với bikini ở trước đầu sàn, nhưng mà nguyên cớ là mình không có tập được nhiều với cái phần cái váy đó, tại vì người ta đưa cho mình trực tiếp luôn, với lại là mình cũng là số 2, thành ra là mình mặc xong rồi mình đợi mình ra luôn, mình không có thời gian để tập, nên là mình chỉ gọi là che lại xong bung ra. Mình không có thể diễn được nhiều thêm với cái bộ váy với bikini với lại cái cánh đó. Thực sự nó cũng hơi tiếc khi mà em nghĩ lại. Em thấy là khi mà được vào cấp 5 là một giấc mơ lớn của mình, giấc mơ mà mình không có nghĩ, tức là không thể tính được. Sau khi mà em được vào hội trường, sau không được gọi tiếp vào cấp 3 nữa, nhưng mà em dắt tay bạn Puerto Rico đi vào hội trường, cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng. Khi đó mà kiểu là ekip mọi người ở đằng trong hỏi là có vui không hay cảm thấy thế nào, thì em thấy là cảm thấy rất là vui, rất là phấn khích, bởi vì đây là lần đầu tiên mà đất nước của tôi có thể vào được top tới tận top 5 như vậy. Ao ước lớn nhất của tôi là chỉ được vào top 15 hay là top 20 thôi. Tôi không nghĩ là tôi có một cái cơ hội có thể vào được tận top 5 như vậy. Em cứ nói là I'm really really happy. Wow. Yes. Wow. Thật sự là run trước khi bắt đầu phần thi của mình, khi mà vào phần opening á, là em cảm thấy rất là run. Em đi ôm hết tất cả những người mà em gặp, em bảo là tôi cảm thấy rất là run và rất là lo sợ. Là ngay lúc đó thôi, tức là mình đang suy nghĩ, tại vì opening xong là mình phải vào top 20 luôn, nên là cảm thấy rất là lo sợ, cái ôm hết tất cả mọi người và gửi lời chúc good luck đến tất cả mọi người trong thời gian hôm đó. Nhưng mà khi mà bắt đầu vào, qua được top 20, tức là mọi người sẽ thấy được cái hình ảnh là hen khóc khi được vào top 20, rất là hạnh phúc. Sau khi được vào top 10, top 5 thì hen cảm thấy vỡ òa cái niềm hạnh phúc đó, không còn run nữa. Mọi người sẽ không nhìn thấy được hình ảnh hen run hay là lo sợ trên sân khấu, hay là ngay cả phần interview, cái phần mà hen lên nói, gọi là cái đoạn tiếng Anh đó, nó rất là khó với hen, nhưng mà hen vẫn không thấy run, mà tại vì hen suy nghĩ là đây là cái cơ hội mình có thể tiếp tục, mình phải cố gắng và mình phải làm hết mình của mình. Thật sự mà nói thì đối với hen, khi mà cái cảm nhận đầu tiên khi mà tới đất nước Thái Lan đó là họ rất là thân thiện và nhẹ nhàng. Cái này em kiểu như là sau khi mà được tiếp xúc với họ, em học lén được, tức là mình phải nhẹ nhàng swadika, một cái sự ngọt ngào của con người Thái đã truyền được cái năng lượng và cái sự học hỏi đó của hen, gọi là bắt chước họ. Đây là một cái điều mà hen cảm thấy được học hỏi của đất nước Thái Lan. Con người rất là thân thiện và họ giữ được cái nền văn hóa rất là tuyệt vời. Và cái quan trọng hơn hết đó là thức ăn của Thái rất là hợp với khẩu vị của hen. Mọi người biết cái điều lo lắng lớn nhất của hen khi vào cuộc thi đó là sợ tăng cân. Và đúng là như vậy. Trong khi mà hen thi ở Việt Nam là hen chỉ có 52 cân, 53 cân thôi. Nhưng mà khi mà sang Thái thì lên tới 55, 56 cân. Ăn rất là nhiều và ăn rất là hào hứng. Món nào cũng thích và thích nhất là món song tầm. Wow, ba câu mà hen gọi là xài rành ở trong cuộc thi đó chính. Câu thứ nhất đó là câu xin chào, swadika. Câu thứ hai đó là khapkun kha, hoặc là khapkun mak kha. Và cái câu thứ ba mà hen hay chào fan Thái đó là rạc phen phen chào Thái mát mát lời. Wow. Dạ. And rạc phen phen chào Thái mát mát lời. I love you. Thank you very much. To the front. What do you think about Miss Vietnam Nghie? Oh my gosh, so she's fashion, elegant. Oh my god, yes fashion. That's so the cute word. And she pretends to know so much English, and then you ask her a question after having a whole conversation with her, and she goes. She's adorable. Huh? Hey. Hen có chia sẻ với mọi người là những cái điều mà bạn chia sẻ nó không phải là bạn chê bai hay là gì cả. Đó là một cái điều mà bạn nói thật về hen. Tức là trong cuộc thi đúng là hen là như vậy. Hen không có biết nhiều tiếng Anh. Ví dụ như là khi mà họ nói, ban tổ chức hay là tất cả mọi người nói những cái câu gì mà hen không hiểu á,
Hen chỉ biết cười thôi. Đó, Hen chỉ biết cười thôi. Và bạn nhận thấy được những hình ảnh như vậy, tức là bạn là một cái người quan tâm Hen. Bạn mới thấy được Hen như thế nào và đang như thế nào. Và bạn hỗ trợ mình rất là nhiều trong cuộc thi. Bạn rất là thân thiện, bạn hỗ trợ. Bạn có thể nói chậm hơn để Hen có thể hiểu được cái thông điệp mà người ta muốn truyền tải cho Hen. Và Hen cảm thấy Hen và bạn có nhiều cái giống nhau, rất là dễ thương, rất là khùng ở trong cuộc thi. Thật sự là rất là nhiều năng lượng, hay cười lớn, tức là nhiều cái trò rất là vui với bạn Miss USA. Và Hen cũng muốn kêu gọi tất cả mọi người là hãy dừng lại về việc mọi người nói bạn phân biệt hay là nói cái gì đó hơi tiêu cực. Tại vì thực chất là mọi người chỉ thấy một cái đoạn ngắn ở trên sóng truyền hình thôi, nhưng mà thực chất nó không phải như vậy. Đó là một cái đoạn rất ngắn, nhưng mà ở đời thực giữa Hen và bạn đó rất là dễ thương, gần gũi cũng như là yêu thương nhau. Bạn đúng là một hoa hậu mà tỏa hương sắc. Thì kể cái chuyện mà Hen cảm thấy vui nhất đó là Hen không hiểu mà Hen vẫn cười, hay là Hen với lại Miss Korea. Hai người đều nói tiếng Anh ở cái mức mà gọi là chỉ đủ nghe hay là thậm chí là không thể hiểu nhiều. Mà hai người là ở cùng phòng với nhau. Xong bắt đầu nói chuyện, nói qua nói lại, nói một hồi không hiểu nữa. Xong bắt đầu thôi dừng lại đừng có nói nữa. Xong mở Google Translate để nói chuyện lại với nhau. Với lại là cái kiểu mà Hen với bạn Miss Korea không bị áp lực về ngôn ngữ và nói rất là tự nhiên, rất là thoải mái với nhau. Và đôi khi là thôi đừng có cần nói, ví dụ như là đừng có ăn cái đó mày sẽ mập đó, thường là như vậy á. Thì Hen sẽ không nói gì nhiều, chỉ cần làm cái hành động no là bạn hiểu là ồ đừng có ăn cái đó sẽ bị mập đó, xuống nọng đó. Đó là những cái câu chuyện hài hước mà Hen cảm thấy rất là nhớ và thú vị ở trong cuộc thi. Hi everyone, I'm Henie, Miss Universe Vietnam. I'm very very happy when I top 5 Miss Universe. The first one my country is in top. This is I'm very very happy. You know, I am an ethnic minority. I forgot to get, I'm forced to get married at 14, but I chose education from nothing, and here I am. Wow. I'm very, very happy. I can do. Every girl can do it. Wow. Puerto Rico! Querida, este Miss Universo. Me encuentro con Miss Vietnam. It's a pleasure being with you. Tell me a little bit about tonight. Vâng, ngày hôm nay đúng là một ngày rất là tuyệt vời. Bản thân Hen cảm thấy rất là hạnh phúc. Chưa bao giờ mình đặt một cái suy nghĩ hay là vào được tận top 5. Bản thân Hen suy nghĩ rằng là top 20 đã quá mừng rồi. Hen đã khóc ngay từ trong hậu trường. Khi đi ra là gọi tên Hen là Hen bắt đầu rớt nước mắt. Sau khi được vào top 10 rồi top 5. Vô cùng hạnh phúc. Đây là một điều có lẽ là một cái giấc mơ lớn trong cuộc đời thanh xuân của Hen. Hen cảm thấy rất là hạnh phúc.